nó ở đâu nói như thiện con. Dạ, nói chung là nó sẽ cải bác thiện. Không nói là đây gặp biển. Chưa chụp mấy bà kia rất là đẹp. Wow, có tôm nữa kìa. Có dạ có. Đây là hai vợ chồng mỗi người nửa con hay là mỗi người cái kèn thôi là ok luôn. Trời ơi nó như là cái dây thun này nó rất là dẻo đây nè. Wow. Mình sẽ thả bạn ghẹ này về biển nha. Đây, hai. Bò đi kìa. Bò đi đi. À, đổ ra luôn. Ui. Cá mú này cá mú biển luôn. Cá mú thòng. À, đã làm sạch rồi này. Đây. Đây là hải sâm ngặn. Đó. Thái Nha Biển xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Nha Biển. Và hiện tại là giờ này là hơn 5 giờ sáng cả nhà ơi. Thái đang có mặt tại bãi trước thành phố Vũng Tàu. Và đây là một trong những bãi mà rất hiện tại là biển rất là êm nha cả nhà mình. Và từ ở trên cao này mà Thái nhìn xuống là bên dưới này có rất là nhiều thuyền, nhiều ghe này cả nhà mình ơi. Và thường như là buổi sáng tầm khoảng 6 bây giờ là giờ ở đây sẽ có vào những chiếc ghe, chiếc thúng đi những cá, mực, tôm, ghẹ. Có những chiếc đò, những chiếc đò nhỏ này á là chạy bằng máy và để chở các chú đi ra ngoài ghe đi cá, mực á cả nhà. Và ở đằng sau Thái đây là một ngọn núi. Ở trên ngọn núi thì chúng ta có một khu du lịch rất là đẹp. Mình có thể đi cáp treo lên, đó là Hồ Mây cả nhà. Sắp tới hè thì Thái nghĩ là ở trong miền Nam sẽ chuẩn bị cho một cái dịp nghỉ hè và ghé xuống Vũng Tàu để mình đi du lịch hoặc là mình đi tắm biển. Và sau đó thì Thái muốn cả nhà tham quan một xíu về buổi sáng sớm ở nơi đây. Thì buổi sáng sớm ở đây mình ngồi á, mình đi bộ á, mình tắm biển xong mình có thể là mình lên này mình nghe, mình xem nữa cái chú, cái anh đi biển những con cá, con mực vào mình mua và mình về trong Nam, mình về trong Sài Gòn. Mình nấu ăn, nấu nướng những con cá tươi ngon. Hoặc là mình xem cuộc sống ngư dân ở làng chài và cũng như là tại thành phố Vũng Tàu như thế nào cả nhà. Thì mình sẽ đi xuống bên dưới nha, bên ở dưới bãi tắm và cũng như là bến mà tàu ghe đi vào cả nhà. Trên này giờ mới rất là mát luôn á cả nhà. Vừa chạy xuống đây là lúc 5 giờ sáng, còn như là thấy nghĩ là rất là lạnh nhưng mà giờ rất là mát nha cả nhà mình, cực kỳ mát luôn. Ở trên đây có những vòi tắm công cộng bằng nước ngọt luôn nè cả nhà. Một trong những điểm ở tại Vũng Tàu, bãi tắm mà Thái rất là thích. Ở đây là xuống đây là vẫn còn được ngắm trăng vào ban đêm nha cả nhà mình ơi. Nhưng ở đây là tầm khoảng 5 giờ là rất là nhiều du khách và cũng như là người dân địa phương xuống tắm biển. Vừa tắm biển mà vừa ngắm trăng nữa. Trời ơi, đẹp lắm cả nhà mình ơi. Đây này, có chị lấy điện thoại chụp hình nữa. Bởi vì trăng hôm nay rất là tròn luôn. Ngày mà Thái đi á, đây là ngày 16 âm lịch. Thì trăng cực kỳ tròn. Ở đây thấy cái cô đang hình như là chôn chân, lấy cát chôn vào chân này cả nhà mình. Hầu như là trên này là các anh, các chú và các cô là đắp cát lên chân như thế này nè. Chào chú, cái này là mình để làm cái gì chú? À, đắp cát. À, đắp cát vô chân vậy hả chú? Đúng rồi. Dạ. Đầu lưng, mỗi tay, mỗi chân đắp cái này nó tốt. Dạ. Cái chất hơi gần ở nước nè, cái tác dụng nó tốt. Bữa cái này quấy ngâm thử này đi. Dạ, chắc bữa nào con mang theo đồ tắm con phải thử. Nó giật giật giật.
À. Cái chân của chú là bị gì ạ? Đau khớp. Bị đau khớp. À. Mà dùng phương pháp này mình thấy ổn với chú ha. Rồi hiệu quả đó. Dạ. À. Ở đây cô thấy là có cô nằm hết người luôn. À, hết người luôn. Dạ. Dạ. Hay quá, con cảm ơn chú nha. Chúc chú sức khỏe, ngày mới tốt lành. Ở bên đây là thấy là có cô là nằm hết người luôn cả nhà ơi. Dạ. Dạ. Trời ơi, cô chuẩn bị nghiêng cả cái xẻng luôn. Dạ. Trời ơi, cô cười xinh quá, đẹp nữa. Dạ. Dạ. Con kênh Thái Nhà Biển. Dạ, con chuyên đi quay về biển. Nhưng mà con đi hết dọc bờ biển Việt Nam mình thì cô ở đây con mới ấn, con rất ấn tượng ở Vũng Tàu là buổi sáng sớm là có cái cô là như là mình chôn chân chung gần hết cả người vào đất hay cô ơi. Nằm xuống thò cái đầu lên. Dạ. Ơ nhưng mà cái này là mình để làm cái gì cô? Đau nhức khớp nè rồi nó đỡ đau nhức khớp con. Dạ, nói chung là nó sẽ cải thiện. Không nói là đây đặc biệt. Chưa cả chục mấy bà kia rất là đẹp. Già không đi đấy, em toàn người bản xứ và còn người già không ạ. Dạ. Nửa tiếng tối thiểu. Đắp cát. Đắp cát. Dạ, có nghĩa là mình sẽ khởi động tay chân, sau đó mình sẽ đắp cát. Đấy, đấy. Dạ. Nói chung là nó giúp cho mình cái đôi chân á. Chà chân chà đồ. Dạ. Dạ. Dạ cô về cô đăng ký kênh con nha. Dạ thả like và đăng ký kênh. Dạ. Tác dụng đó là xương khớp những cái đắp cái này. Dạ. Con ví dụ nhức tay, đau chân hay cô ơi. Dạ. Nhưng mà bà từ Úc bà về bà cảm thấy nơi này sao bà? Vui vẻ thôi má. Dạ. Nhớ nhà về thăm vậy. Cô về đây chơi được mấy tháng con nhỉ? Không, 3 tuần rồi. 3 tuần thôi. Ừ. Dạ. Có ai lo nhà. Có 3 tuần thì ở đây bà sẽ vừa đắp chân vừa ngắm người dân ở bên biển nè. Vui. Là một phương pháp mà rất là quen thuộc ở người dân Vũng Tàu rồi cả nhà mình. Ô anh Thức ơi, dưới này có hai anh đang kéo cá này, đang giăng lưới chuẩn bị kéo này. Hai hướng. Dạ. Nói như là mùa này là bãi trước là có bình minh lên. Trong mùa nào bãi trước có bình minh vô. Dạ. Bãi sau chứ, còn cái này là không có bình minh. Dạ. Trước thì trước mà. Ủa nhưng mà sao chú dính két hết rồi chú mới đắp người vô? À, cái gì tốt lắm. Tốt lắm. Dạ. À, kiểu bệnh mới khớp rồi mình cài như vậy. Cái da đồ nó bị lão quá rồi cả rất là bị như vậy. Dạ, giống như là tẩy tế bào chết luôn chú thầy. À, bữa nào cho thầy xài thử. Dạ, bữa nào rồi con thử. Đây, chú đắp hết cả trên mặt nữa cả nhà. Ô, cá chạy ra, cá chạy ra. Anh Thức mắt anh Thức rất là lanh luôn. Ở đây khác hẳn ở quê Thái. Quê Thái là dùng những cái tấm mành, ở đây là dùng những tấm lưới mùng. Wow. Dạ con chào chú. Quê ông này nè. Dạ. Ở đây là mình cần khoảng bao nhiêu người kéo chú nhờ? 4 người. 4 người. Một dạ. Kéo chèo, người kéo hai thầy dừng đúng rồi. Dạ. Phao. Còn nếu mà có bụng nữa là 6 người. Dạ. Một người là kéo phao trên này, một người là kéo chì. Dạ, kéo chì bên dưới. Đúng, chính xác. Ở đây mình vừa đi du lịch mà vừa ngắm kéo cá luôn cả nhà. Ôi cá kìa. Cá nóc. À, anh Thức thích con cá nóc à? Cá nóc đẹp.
trộn lên chừng bận cái lẩu. Ở trên này là có hai anh nữa nè. Cái này là mình kéo gần bờ, hy vọng là sẽ có nhiều cá cả nhà ơi. Kéo lưới mùng này á, sẽ là nhẹ hơn là kéo những cái tấm mành ở quê Thái. Những cái tấm mành với Thái kéo á, rất là nặng. Ôi cá này. Ôi chạy chạy rồi. Cho nó chạy bớt đi. Nhiều quá rồi. Wow. Rống rồi. Wow, có tôm nữa kìa. Có dạ có. Tôm biển mà to lắm á. Ủa cái đuối nhảy nè cả nhà ơi. Wow. Nhìn đã chú ha. Những con cá đuối này mà nấu canh chua thôi rồi hết nồi cơm ngay cả nhà. Anh thích nè, anh thích thích lắm. Đây là cá đối biển. Đây. Sau đó mình sẽ xỏ vào lại những cái phao á, ở trên mình xỏ lại giống như là cây thế này, bắt đầu mình sẽ đi kéo tiếp. Ở đây có rất là nhiều ghẹ, ô tôm hùm nữa kìa cả nhà. Wow, có con bạch tuộc sống luôn nè. Cá là sống hết luôn cả nhà. Cái này là mới vừa đánh bắt lên luôn. Là các tàu sẽ vào đêm ở này vô bán rồi bắt đầu mình sẽ bán tại biển. Rất là dễ người dân du lịch hoặc địa phương mình ghé đây mình mua nè cả nhà mình. Cá này là con cá nhám nè, cua nè. Đói bụng nè. Giờ này đói bụng luôn. Cá màu ếch nè. Ủa anh, ốc này là ốc gì anh nhờ? Ốc mỡ. Ốc mỡ. Ốc mỡ biển ở nhà. Bên này là ốc giấy. Ở đây mình chỉ có vài gian như gì thôi đúng không anh? Tí nữa là có nhiều cô chú ra bán nữa không lưới. Dạ. Tí nữa là lưới vô thêm nữa cả nhà. Này tôm tích nè, gậy đá quá trời luôn. Ồ, tôm tích vàng kìa. Đây cá chim, mực nang. Là cá chim đốm hay gì? Dạ không. Cảm ơn. Cá mãng xà. 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 Ba cái ba kia. Mãng xà. Là ba cái xì vậy đó. Dạ. To luôn cả nhà. Ở đây cái coi quá trời vui luôn. Ồ, có con này hơi lạ lạ nè. Con này là con cúm á cô.
Bây giờ nó kẹp đó, cái càng nó bự nó kẹp đây đó. Dạ, ui này nó đã vô cả nhà ơi. Nó to đùng luôn. Đâu ví dụ như con mâu ếch khó kêu quá, kêu con mâu ếch nó ngã nữa, bỏ nước gì trời. Cắt cái gai đi, gì ra. Những con cá, con ghẹ, con tôm này sống luôn. Một bên này có chị cũng có cá nâu này, ô cá nâu ngon chưa. Nhưng mà hiện tại là hai vợ chồng Thái là đi chưa biết khi nào về Sài Gòn nên là không có mua cá được. Nhưng mà ở đây là Thái chú ý có một con này rất là to. Đây cả nhà. Dạ em là bạn của Minh phải không? Dạ Minh 86. Minh 86 đúng không? Dạ, đúng chị rồi. Thấy hay đăng lên đó. Dạ em cảm ơn chị. Dạ yeah, chị. Em dạ đúng rồi, em cùng quê với Minh. Minh ở vườn, em ở bên Phước Thể. Phan Dí. Ô Phan Dí, chào anh Đồng Hương. Dạ. Ở đây. Dạ, cảm ơn chị theo dõi tụi em nha. Ở đây là Thái thấy có một con ghẹ siêu to luôn cả nhà. Đây nè. Dạ, nhắn vào cái chỗ dấu bàn tay like á cô. Dạ. Dạ. Con ghẹ này. Em cầm sao vậy? Nhưng mà nó to em sợ quá. Sợ, sợ đâu, nó cổ cái càng là cái gì sợ. Ui. Con này là con sống nha. Và con ghẹ này là con ghẹ đỏ. Đây, thấy cho cả nhà xem. Dạ. Ui, ui. Gãy mua luôn chị nhờ. Bây giờ không gãy hay gãy là cũng phải mua con này, bởi vì con này nó rất là đã, nên là hai vợ chồng mỗi người nửa con hay là mỗi người cái càng thôi là ok luôn. Trời ơi nó như là cái dây thun này nó rất là dẻo đi nè. Ô trời ơi đã chưa, con này bao nhiêu tiền một ký chị? 400 ngàn một ký nha cả nhà mình ơi. Đấy vừa đi du lịch mà vừa xuống là ngắm tàu thuyền là mua cá luôn. Ô con cá này là con cá ấy nè anh, cá ngát nè, nhưng mà nó sống luôn á. Đây nè, nó bơi luôn nè. Ở quê mình là câu lên là ngủm rồi. Đó, có màu ếch nữa nè. Này còn con này là con gì chị? Cá ngát đen. Đây tâm số biển này đấy cả nhà ơi. Số biển mở Sài Gòn thì gọi cho Thái, còn số biển mở Vũng Tàu thì ghé chị nha. Rồi đây, nhờ chị lựa những con ghẹ có trứng nè. Những con ghẹ này có trứng là sống rất là khỏe luôn. Và Thái sẽ mua và Thái sẽ thả về biển nha cả nhà. Còn con nào nữa không chị? Con hả? Con này bao nhiêu? Căng hay chị căng giúp em đi. 2 lạng. Dạ. Dạ. Ở đây có ghẹ nào có trứng không chị? Dạ, không có gì, chắc có con rồi cả nhà ơi. Bây giờ khách du lịch xuống quá trời luôn thì Thái tranh thủ nó xuống tới thả con ghẹ cả nhà. Này mình sẽ tháo cái này, Thái tháo này Thái sợ gãy càng nha. Cắn như thun luôn. Cắn như thun là cách tốt nhất cả nhà. Nhẹ nhàng thôi chứ mình sợ bị gãy càng là ghẹ nó sẽ yếu. Một sợ nữa. Wow. Mình sẽ thả bạn ghẹ này về biển nha. Rồi, 2. Bò đi kìa. Bò đi đi. Rồi, bạn ghẹ đã bò rồi, giờ ghẹ cả nhà. Hy vọng là bạn sẽ đẻ ra rất là nhiều ghẹ. Giờ mình sẽ vào trên này và mình căng con ghẹ đỏ siêu lớn. Bây giờ khách ghé. Và ở đây thì các chị sẽ bán tới khoảng 9 giờ thôi. Là các chị sẽ hết bán rồi. Nên cả nhà mình á xuống tắm biển xong là lên mua nha. Thái cũng đang đợi một số ghe đánh lưới vào nữa. Rồi để chị căng thử con ghẹ lớn này bao nhiêu ký. Bao nhiêu ký chị? 6 lạng rưỡi. 6 lạng rưỡi. Wow. Ok, chị bảo bịch giúp em nha. Ở đây chị có bán cua đá này, tôm sú biển này. Trời ơi, qua cá này. Còn có không có kẹp một cái lục hết luôn. Vậy hả? Nó sống mạnh quá, hồi nãy nó định kẹp em đó. Đây là con mực này. Vậy này
bao ngon. Dạ. Cái đuối này, cái đù này, cái nâu này. Không, cái bill kia hình như là anh vô tao của anh rồi, không có giữ mà phải không? Đâu có ở. À, cái lẩu á, bỏ cho là 400. Mì cái kia luôn, nước đá. Ồ, đây chỉ có con cá mú to này. Ui, ui, ui. Cá nhảy ghê lắm. Này là cá mú thông á chị? Cá mú thông. Sáng giờ cứ chọc tao hoài. Sau một hồi cá mú quậy chị là anh đã đổ ra luôn. Ui. Cá mú này cá mú biển luôn. Cá mú thông. Cá mú thông. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Nhỏ này 300, lớn 400. 300 đủ không? Lấy cái hàng lớn cho chị 350 đi. 350 đi hả? Lấy cái này ha, còn cái hàng kia 200 à? 300, 300. Còn cái hàng nhỏ nhỏ thì 200. 200 hả? Nhỏ hai con nhỏ đó 200. Còn cái con kia? Con đó 300. Lấy vô sai, lấy theo sai. Lấy cái đâu? Mua kho lắm. Đau. Con nhỏ đi ha. Cái này mà về nấu lẩu ấy. Rồi cái con này cân riêng rồi. Con kia 250 được rồi, bé tí. Còn bây giờ có ba ở đây thì ba con lấy khỏi lấy đi. Thôi lấy con kia thôi em ơi. Lấy con này một con này hả? Lấy con này. Con này hả? Con này 70. Cái mú này mà về nấu canh chua này. Hoặc là lẩu măng chua là ngon. Đúng rồi. Dạ. Ốc giác thì ốc giác thì mình làm gỏi hoặc là mình hấp thôi. Đây có con ốc giấy này. Con này bên đâu thôi. Con này ốc giấy á. Dạ. Ui. Đấy, cầm tóc của thằng. Rồi, tập 6. Có mực á. Dạ, có mực. Bây giờ nấu rồi, nấu. Con cái nhám ngon lắm á chị. Cái nhám lúc đó là mình nấu canh ăn thịt rất là ngọt. Nhúng giấm rồi thôi. Tại vì người ta chưa ăn. Người ta chưa ăn mà tươi. Giờ kia người ta ăn thử thì mới móc xuống mua lại. Con cá này nó tí nữa nó mà bơi ra được nước là chị sẽ mắc con cá ngay. Tay luôn cả nhà. Ô mực, mực. Ô mực nang long lanh luôn cả nhà. Mực đang chị mới về, mực đang nháy luôn sống rồi. Lấy loại 200 đi. Hãy
Hiện tại là có một số ghe vào rồi cả nhà ơi. Đây anh đang mang cá vào nè. Ở đây thì có các cô, các chị chờ để mua cá lên chợ. Nhiều đó mà cá ngon rồi bác, còn kiếm không có gì gỡ gạt. Đây cá mới vừa lên tươi xanh luôn. Cá mòi hả con? Cá mòi về à. Đây cá chích là cô mặn sẵn luôn cả nhà. Ký ký 250. Ký 1 á. Nè chị ký sao không ký 250 cái này. Bỏ ra bớt con. Bỏ ra bớt này con đi cũng ta qua chút bình đông rồi. Cá chích nhiều lắm. Cá chích là tư vậy. Ký 250 rồi chị. Nguyên con. Các lưới cá chích nè, cá mòi cũng tùy ngày nữa cả nhà. Thì hôm nay thì các cô nói là chủ yếu là đi cá chích với cá mòi, cái thúng nhỏ nhỏ thế này. Nhưng mà hôm nay thấy thấy cái chú cái anh vào á ít cá lắm, cầm lên có con giỏ cá à. Bây giờ phải ngồi vũ lưới lại để chuẩn bị buổi tối mình đi ra mình đánh cá tiếp. Đây là những ngày gần dầm ở cả nhà, cho nên là rất là ghe ít đi biển, chỉ có vài ba chiếc thôi, và vô cá thì cũng rất là ít luôn. Thái xin chia buồn cùng với các cô chú ngày hôm nay vào cá ít cả nhà ơi, tại vì vô cá ít đó cô chú cũng buồn. Và để chuẩn bị đi ăn sáng gần 9 giờ thì Thái nãy Thái có mua một con ghẹ đây anh Thái ơi. Đây một con ghẹ siêu to thế này, nãy hết tính tiền hết bao nhiêu anh? 250 ngay một con này, và một con mình thả về biển nữa là 300.000. Mang con ghẹ siêu to về ngay Sài Gòn cả nhà ơi. Và sau hơn 2 tiếng thì em Thái và cùng anh Thức đã về tới nhà. Đây cả nhà ơi, con ghẹ siêu khủng luôn. Nhưng mà hôm nay anh Thức vô thùng hàng gì với đây anh Thức? Hải sâm. Rúi với cô hả? Hải sâm à. Đây cả nhà. Wow. Hải sâm nhiều vậy? Hải sâm này là hải sâm tươi cả nhà ơi. Đã làm sạch rồi nè. Đây. Đây là hải sâm ngặn. Đó, hải sâm ngặn có gai. Này nè. Hàng này cái anh chị Đài Loan Trung Quốc là thích lắm. Nhà hàng đặt tiệc cưới. Nhà hàng đặt tiệc cưới anh. Cái này mình có thể xào nấm đông cô này hoặc là xào cải thề này. Ở đây thì Thái có bán lẻ là 650 ngàn một ký cả nhà. Đây. 650 ngàn một ký nha. Hàng này ngon lắm. Cô chú anh chị nào mà có hàng tiệc cưới mà muốn mua hải sâm hoặc là nhà hàng hoặc buffet thì cứ liên hệ số giá sỉ là 0706 3333 và 39, hay để số điện thoại bên dưới nha. Cả nhà liên hệ anh Thức đặt hải sâm, cồi sò điệp, bào ngư, vi cá, trứng cá hồi, bạch tuộc, mực đầy đủ luôn. Hải sâm này là sạch rồi, mình cắn rồi mình ăn luôn á. Ôi ngon quá, ăn núng nín núng nín. Ôi ôi. Một thùng như vậy chắc Thái nghĩ là cũng phải 30-40 kg. Hôm bữa có khách tiệc cưới đặt bào ngư quá trời luôn cả nhà. Rút sấy khô. Đây mình ăn ghẹ nha. Ghẹ này, con này là con ghẹ đực. Và con này Thái mua là 250.000. Wow. Ghẹ này ghẹ đực cho nên là nó không có gạch, nhưng mà thịt của nó rất là chắc cả nhà. Đây này. Ui, thịt của nó cực kỳ chắc luôn, gạch. Cái đây nó có gạch xanh. Ôi, trời ơi. Này cái phần này nó mới ngon. Phần này là phần cái đùi này. Trời ơi, rớt mắt. Trời ơi, nó nóng bốc hơi lên luôn. Thế mời cả nhà nha. Mmm.
Trời ơi nó ngọt, nó dai nữa cả nhà ơi. Đã. Đỉnh nha. Cái phần đùi của nó mới ngon cả nhà ơi. Nhưng mà ngày đây là ngày trăng, thường mà mua ghẹ mua cua vào ngày trăng hay bị ốp cả nhà. Nhưng mà không hiểu sao cái con này nó cũng chắc. Nó chắc khoảng 90% luôn á. Ờ cái càng đó nè. Wow. Nóng quá. Ui. Phải là lần sau mà đi là Thái phải ghé xuống Vũng Tàu một lần nữa. Và chuyến đi này Thái đã quyết định rồi cả nhà ơi, là chuẩn bị là sẽ đầu tư một cái bộ bàn ghế kèm với lại bếp ga mang đi theo luôn. Mình mua xong mình ăn tại biển luôn. Vậy nó mới đã, nó mới ngon cả nhà ơi. Nên là em sẽ đầu tư cả nhà ơi. Ủng hộ video em Thái, ủng hộ kênh em Thái nha. Và đây là cái càng của nó này. Wow. Ui. Wow, đã chưa? Ê, mời cả nhà. Trời ơi ngon trời. Đã quá. Thái đang dụ ông xã là đi thêm một vài chuyến đi các tỉnh nữa. Ông xã nói là để ông xã bán hàng kiếm tiền sẽ đầu tư cho em đi quay cả nhà. Bởi vì một cuộc hành trình mà quay một video lên á thì chi phí nó khá là nhiều. Đối với kênh nhỏ như Thái á, thì chi phí nó tới có khi là hơn 1 triệu nếu như mình ngủ nghỉ lại thêm nhà nghỉ nữa. Trời nó đã phê lắm mấy nhà ơi. Ngon đỉnh nha. Và một phần một nửa còn lại này á là Thái sẽ gửi đến cho Mami. Mami đang mới vừa đóng nước mắm xong á má. À, mới vừa đóng xong. Nước mắm hôm nay vô nhiều không má? Nhiều. Dạ nhà ơi, nước mắm hiện tại là nhà em Thái vô nhiều lắm. Loại 1 thì 140 ngày 1 lít, mua 3 lít được miễn phí ship như cả nhà. Nước mắm của Thái là nguyên chất 100%, không có chất bảo quản. Và chắc là tốt về sức khỏe luôn. Thì ngoài ra là có ruốc sấy khô, có mắm nêm, có hải sản, có cực kỳ nhiều luôn. Cả nhà có thể kết bạn Zalo với Thái là 0934 986674 nha. Rồi. Giờ thì em Thái xin kết thúc video tại đây và đem vô cho Mami nửa con ghẹ để Mami ăn thôi. Hy vọng quý cô chú anh chị sẽ yêu thích kênh Thái Nhà Biển thì hãy nhấn nút like và chia sẻ để em Thái có thêm động lực đi thêm các tỉnh miền biển dọc bờ biển của Việt Nam mình nha. Giờ thì bye bye, hẹn lại cả nhà clip sau. Cả nhà hôm nay xem video có hay không ạ? Có gì góp ý cho Thái Nhà Biển nha, để em Thái một ngày hoàn thiện hơn bản thân mình và những video ra sẽ chỉnh chu hơn. Hôm nay nhà Thái vô xá sùng khô rất là nhiều rồi cả nhà. Đây là một trong những loại xá sùng rất là ngon ở bên Thái và có giá là 350.000 đồng 100g. Ngoài ra thì nhà Thái có sản xuất nước mắm nhỉ, đây là 100% là cá cơm và muối hột, muối ở Vĩnh Hảo, ở quê và làng em Thái luôn. Nên cả nhà yên tâm nha, 140.000 một lít loại 1 và 190.000 một lít loại đặc biệt. Và đây là mắm nêm cá cơm. Quê hương Thái là cá cơm nhiều lắm, vô mùa hàng tấn luôn. 45.000 đồng một chai, có nguyên cả con cá cơm để mình ăn luôn nha. Mua 6 chai được miễn phí ship với cá cơm nha. Và đây là mắm ruốc. Đây, tới mùa mắm ruốc thì Thái có sản xuất ra một ít mắm ruốc. Mắm ruốc này mua 4 chai, sẽ được tặng 1 chai. Và có giá là 70.000 một chai. Mình có thể chấm thịt nè, ăn trái cây nè, hoặc là mình kho thịt ăn rất là ngon. Và ruốc sấy khô cả nhà ơi. Đây, giúp sấy khô ăn rất là ngon miệng luôn. Cái này mình có thể nấu canh này, hoặc là mình có thể là ăn với kèm xôi, kèm cơm, ăn cực kỳ ngon luôn. Rồi nó giòn. Đây là giúp mình ăn liền luôn nha cả nhà mình ơi. Đảm bảo đây là một sản phẩm cực kỳ ngon. Ba hũ được miễn phí ship. 145.000 đồng một hũ. Đây, mực đây, mực đây cả nhà ơi. Đây là mực dẻo với cả nhà ơi. Mực này rất là ngon luôn. Và không có một cái tí nước nào luôn. Mực dẻo quê Thái được phơi ở làng chài xứ biển. Mực này quê Thái giá rất cao nhưng mà rất ngon nha. Ở đây Thái làm hàng chất lượng thôi. Nên cả nhà yên tâm ha.
ở đây đầu mực được lấy chết con mắt ra rồi nè, và mình phơi á, khô từ bên trong cái cổ con mực. Cả nhà ơi, mình nếu dùng mực dẻo thì cứ liên hệ Thái nha, có rất nhiều size và nhiều giá khác nhau. Ê, mực quê Thái thì cả nhà ơi, đỉnh rồi, rất là ngon luôn. Mực phơi dẻo nhẹ như thế này nè, không có mà ướt và ơi gì hết trơn á, mình chiên lên ăn cũng ngon, mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu cũng rất là tuyệt vời. Sớ mực rất là trắng tươi luôn nè. Đó, mình ở vùng biển rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mà mình ngư dân làng chài, mình đi biển luôn câu đi những con mực rất là ngon. Đây, cực đỉnh luôn cả nhà ha. Đây, và ngoài ra một sản phẩm từ mực nữa, đó chính là chả mực nang. Đây cả nhà, chả mực nang này mình chiên bằng nồi chiên không dầu rất là ngon luôn. Giá là 580 một ký. Tuy hơi mắc nhưng mà 100% từ mực nang, không có hàn the và cũng không có trộn bột như những nơi khác. Nếu mà cả nhà chọn về sản phẩm sức khỏe thì cứ liên hệ Thái nhé. Và đây là mực nháy. Đó, cái size mực nháy như thế này ăn nó mới ngon, nó mới chất lượng nha cả nhà. Mực nháy này là còn khi mà vào á, còn sống á là Thái cấp đông luôn. Đây là, đó, những con mực nháy rất là tươi xanh luôn cả nhà ơi. Và size là từ 6 cho đến 8 con một ký. Hiện tại là giá 450 ngàn một ký nha. Đảm bảo là mực này ăn á, cả nhà chỉ có ghi, không mua chỗ nào mà ngon bằng chỗ Thái ra biển đâu. Mực nháy này ngon lắm. Và Thái cấp đông một vỉ như gì là nửa ký, 3 đến 4 con nha. Cả nhà có tin không? Một mâm cá cơm mà đã tiết ra làm hai thế này, không xương, cá cơm khô, một mâm như thế này, nửa ký chỉ có 130 ngàn. Ủng hộ làng chài với Thái nha, cá cơm vô mùa nên Thái trữ rất là nhiều luôn. Đây là cá cơm mình chỉ cần về ngâm nước, rửa nước tầm khoảng 5 đến 10 phút. Cả nhà về rim, về kho hoặc là chiên, ăn cực kỳ ngon luôn. Đây, cá cơm khô, 130 ngàn một bịch và một mâm to đùng như thế này nha. Tiếng nổ máy đó cả nhà ơi, và ngư dân là đang đánh lưới vào hàng ngày. Nhà Thái có cá lưới hai rất là nhiều luôn, tại vì về Thái á, đi cá hồi nhiều. Nhưng đây là sản phẩm về mực, không phải là cá. Đây là mực cán tẩm gia vị được ship toàn quốc và có giá hiện tại là 650 ngàn một ký. Và nếu như cả nhà mua một ký thì em Thái khuyến mãi chỉ còn 600 ngàn thôi, và được free ship nếu cả nhà mua một ký nha. Đây là mực cán tẩm gia vị, mình gỡ ra mình ăn liền luôn, ăn rất là ngon, ăn rất là dính luôn. Đây, mình đã hút chân không một bị như vậy là nửa ký. Mình đi nước ngoài hoặc là mình đi đâu á đều cũng được hết trơn á. Mực này phải nói á, rất là xịn sò, rất là ngon luôn nha cả nhà mình. Là em Thái hút chân không sẵn hết rồi, mình chỉ cần việc là mình gỡ ra như thế này và mình ăn thôi. Đây nè, đó, những xớ mực của nó rất là dày luôn cả nhà, rất là ngon. Đây là 100% từ mực ống nha, không phải là mực lá đại dương đâu. Đây là mực ống, đây là cái xớ thịt của nó này, rất là ngon luôn. Trời ơi, ăn cơm hay nhậu thì cũng ngon hết trơn cả nhà ơi, mà giá rất là rẻ. Nếu như cả nhà mua một ký 600 ngàn, đó là loại một nha, ăn cực kỳ dính. Nó không có tẩm nhiều gia vị giống như những cái chỗ mà bán trôi nổi nha cả nhà. Cái đây là Thái là mực hết, và chỉ thích tẩm một xíu ớt và một tí gia vị thôi. Nhai vô là mình nghe được cái mùi mực rồi, rất là ngon luôn. Nhắc tới chả cá thì không thể nào bỏ quên chả cá thu cả nhà ơi. Một bịch như vậy là nửa ký, có giá là 130 ngàn một bịch nửa ký, và một ký là 260 ngàn. 100% từ cá thu nha cả nhà ơi. Và một ký tầm khoảng 10 miếng, ăn rất là ngon luôn này cả nhà. Đó, ăn rất là dai, là dẻo. 100% là không có hàng the nha, không bao giờ có hàng the, hàng chất lượng ở Thái nhà biển luôn. Và ngoài ra ở quê Thái thì có những cá khô, bực khô. Thái có xếp thành một mâm như thế này là khoảng 5 loại nha cả nhà, gồm có một bị mực khô cỡ tay bèo bèo, thứ hai nữa có cá tóc tiên, thứ ba nữa có khô cá đù hoặc là cá chỉ vàng, đây là cả nhà, và thứ bốn nữa là có cá khoai. Đây, cá này gọi là cá kè biển hoặc cá khoai, ăn rất là ngon luôn. Và một sản phẩm nữa đến từ cá hố, những sản phẩm cá khô sẽ thay phiên nhau, còn riêng mực lúc nào cũng có. Một set 5 món như thế này 290 ngàn nha cả nhà mình ơi. Giờ cảm ơn cả nhà đã xem hết tất cả những sản phẩm đặc sản của làng chài Vê Thái. Nãy chạy xuống á, trời ơi, gió thổi vào tay cái cát mà nó vô vỏ luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì xuống là ghe anh ba đầu năm chuẩn bị là xuất hành đi biển, và rất mong ghe anh ba sẽ được bội thu và làm nha tấn tài tấn lộc để gửi đến những đặc sản. Anh ba đi câu mực nè, hoặc anh ba đi
lặn những cái con sò con ốc nè. Và thứ hai nữa thì chồng em Thái có kinh doanh về những đặc sản, có những hải sản nhập khẩu, cá chích ép trứng này, sò đỏ này và bạch tuộc Nhật, rất là nhiều hải sản nhập khẩu luôn. Nếu như cả nhà yêu thích hoặc là làm một cửa hàng của cửa hàng sashimi sushi thì cả nhà có thể liên hệ với anh Thức để nhập hải sản giá sỉ nha. Số điện thoại là 0706 33 33 39, hoặc cả nhà ủng hộ em Thái thì hãy cứ liên hệ em Thái là 0938 28 01 21 hoặc 0934 986 674, có cả Zalo, Facebook và fanpage Thái Nhà Biển nha. Giờ thì Thái kính chúc khán giả luôn thật bình an, tấn tài tấn lộc, đi đâu cũng mau mắn, làm gì cũng thành công nha. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà clip sau.